Chào mừng các con học sinh lớp 3 quay trở lại kênh Blue English. Nghe thầy tiếp tục hướng dẫn học bài nhà nhé. Ở đây chúng ta có bài 15. Unit 15. Do you have any toys? Do you have any toys? Bạn có đồ chơi nào không? Chúng ta có từ toys nghĩa là đồ chơi. Mời con chúng ta nghe thầy hướng dẫn học các từ mới từ vựng ở trong bài nhé. Chúng ta có các từ sau đây. Hi nghĩa là đồ chơi. My toy là đồ chơi của mình. Đồ chơi của mình rất đẹp. My toy is very nice. My toy is very nice. Toy là đồ chơi. Đồ chơi gồm có doll. Doll là con búp bê. The doll is very pretty. This door is very pretty. Pretty thì cũng là đẹp. Door búp bê. Tiếp đến chúng ta có chú gấu bông teddy bear, teddy bear, teddy bear, teddy bear nghĩa là gấu bông. Tiếp đến chúng ta có ô tô, ô tô, ô tô xe hơi đấy. Chúng ta có ô tô xe hơi như này. Đấy, chúng ta có car, 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 ô tô con. Tiếp đến robot, 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 nghĩa là con robot. Puzzle, puzzle, puzzle là trò xếp hình. Tiếp đến chúng ta có dấu dầu, dấu dầu, Jojo là cái gì? Cái Jojo ha. Tiếp đến chúng ta có từ ship nghĩa là con tàu. Con tàu này là chạy dưới nước, chạy dưới biển. Chạy trên biển ha. Ship. Ship nghĩa là tàu tàu thủy đấy. Tàu thủy. Chúng ta có từ ship, đây là loại tàu lớn. Ship từ tiếp theo đó là một loại phương tiện bay trên bầu trời đó là plane nghĩa là máy bay. I go by plane. Plane, plane là máy bay. Tiếp đến ta có từ kite, kite là con diều, con diều. Người ta fly a kite, Người ta thả diều. Fly, fly là thả. Fly a kite, thả một con diều, thả diều. Fly a kite, thả diều. Drum nghĩa là cái trống. My school's drum is very good. Uh, my school's drum is very big trống của trường mình rất là lớn. Drum, drum, drum là cái trống. Tiếp đến chúng ta có từ boat, boat nghĩa là con thuyền. Thuyền này thuyền thuyền ván, thuyền nhỏ, boat, boat. Tiếp đến chúng ta có từ have, have nghĩa là có. Tiếp theo a lot of nghĩa là nhiều. A lot of thì bằng từ lots of, lots of, đấy, lots of, lots of hoặc là bằng từ many many cũng là nhiều a lot of I have a lot of book mình có rất nhiều sách I have a lot of book books mình có rất nhiều sách I have a lot of books Mấy con chúng ta đọc lại từ đầu nhé. Toy. Toy. Nor door, door. Teddy bear, teddy bear. Car, car. Robot, robot. Puzzle, puzzle. Zozo, zozo. Ship, ship. Blane, blane. Kite, kite. drum, drum, boat, boat, have, a lot of, a lot of. Sang phần mẫu câu chúng ta có mẫu câu là do you have bạn có cái gì đó không? Nếu có trả lời yes I do, không có trả lời no I don't. Ví dụ bạn có một con búp bê không? Do you have a doll? Do you have a doll? Do you have a doll? Chúng ta sẽ đọc là Do you have a doll. Thì nếu có trả lời là yes, I do. Do you have a car? Chúng ta làm tương tự. Do you have a car? Yes, I do. Do you have a robot? Trả lời là no, I don't. Do you have a puzzle? Bạn có đồ chơi xếp hình không? Trả lời là no, I don't. Như vậy mẫu câu chúng ta dùng Do you have a Đồ vật gì đó đúng không? Do you have a Và phương án trả lời là Yes I do Hoặc là No I don't Mẫu câu tiếp theo của chúng ta là dùng Does he hoặc does she Does he and does she have Anh ấy hay là cậu ấy Hay là bạn ấy, bạn gái ấy Có cái gì đó không Chẳng hạn như dâu dầu Does he have a zozo? Bạn ấy có cái zoozo không? Trả lời: Yes. He does. He does. Yes, he does. Does she have a ship? Yes, she does. Does she have a plane? Does she have a plane? No, she doesn't. No, she doesn't. Does he have a kite? Does he have a kite? No, he doesn't. No, he doesn't. Phần ngữ âm này chúng ta có chữ cái PL phát âm là pl pl trong từ plane. Plane, PL, chúng ta phát âm lại nhé. pl pl plane. Plane. PL, 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 PL. She has a plane. Tiếp đến SH, hai chữ cái SH phát âm là sh. SH. Ví dụ ship ship con tàu lên là máy bay ship là con tàu ship do you have a ship do you have a ship ship phần lesson 3 chúng ta có bài 4 read and complete đọc và hoàn thành chúng ta có các từ ship nghĩa là con tàu green màu xanh toys những đồ chơi Two. Nghĩa là hai. Orange. Màu cam. Chúng ta cùng đọc nhé. My brother. Em trai của tớ. Has some... Gì nhỉ? Toy. Em trai của tớ có một số đồ chơi. Some toys. He has three robots. Cậu ấy có ba con robot. Đấy. Chúng ta nhìn vào bức tranh. Có ba con robot. He has three robots. They are orange. Chúng chúng màu gì? Màu cam. They are orange. Orange màu cam. Màu gì nữa? Black màu đen và red và màu đỏ. Orange, red and black màu đen nữa. He has two cars. Cậu ấy có hai chiếc xe hơi. They are blue and brown. Chúng màu màu xanh và màu nâu. He has a ship. Cậu ấy có một chiếc con tàu. It is green. Nó màu xanh lá. Green là màu gì? Màu xanh lá. Green màu xanh lá cây. Và video bài học của chúng ta đến đây kết thúc rồi. Thầy chúc các con học thật giỏi nhé. Con nhớ nhấn đăng ký kênh để lại ý kiến của mình phía dưới video. Bây giờ thì chào tạm biệt các con.